Vico Plaza, anh kia. Là cái tầng cao nhất Demerit Premium, là trung tâm thương mại Vico Plaza đằng kia. Vico Plaza gì đó, những cái gì mua đồ Tết về quê luôn nha. Trời ơi, lấy khẩu trang nha, nhỏ kia lấy khẩu trang nha. Có nghĩa là trên lầu trên á. Đi đi biết quay chúng bạn không nữa. Trời đi, có quay còn hơn không? Ở đây mở lại cho các bạn xem. Cái bàn này sẽ dẫn mình đi cái bàn này. Ủa, wheel kìa. Wheel đã không? Bàn cảnh nhà hàng nè. Đẹp quá nhỉ. Quá cái muỗng đĩa của mình nó có ly. Trân mở cái gian ra Trân.
Thế sao nhẹ vậy? Hỏi em heo luôn, quả heo luôn. Rồi, có một quầy cà phê riêng luôn. Pizza. Đây là đầu bếp mà người nước ngoài nhiều. Ý cái tháp sô-cô-la nè. Từ từ cho nó. Gà nấu cay Hàn Quốc nè. Là lấy gì vậy? Cái gì vậy đây? Cắt miếng rồi. Sườn hầm, sườn bò hầm nè. Ừ, biết sao. Quá trời. Ôi. Cá hay lắm rơm. Nè, cá đuối ở đây, cá đuối hấp nè, cho hai khứa đi. Một khứa đi, hai đứa ăn đi. Hay quá rồi. Đây, cái quầy giống bánh xèo quá nha. Lấy cho nó đứa con đi. Đây nè con. Để nó đi cho nó đi coi từ từ. Đây cho quẹ hải sản. Đi Madrid này ở trên lầu 5 là nguyên một cái lầu này luôn, đó là một cái nhà hàng luôn á, rộng mênh mông luôn á. Nó rộng hơn là bên quận 2 lần trước mình đi rất là nhiều. Đi vào phòng trống luôn nè. Nó bự hơn giờ. Cái này bự nhất hả? Nè, thấy lại. Ồ, nó vừa. Được rồi, ba con đừng ở đây, hết để ở đây. Ừ. Sao chú không lấy dĩa nhé, lấy dĩa chú. Thôi, ăn chung cái dĩa đó. Chuyên dạ, rồi, không quay được. Chú ăn ké này nè. Ôi. Ừ.
chung với tò ké ăn chân nữa rồi. Để yên tâm con chân đòi ba con luôn mà. Đem qua. Đây là bên bò Bistec, mọi người đang xếp hàng hay gì? Thôi các bạn xếp hàng không nhỉ? Mấy bò kia. Một miếng nhiều người ăn miếng bự lắm, miếng nhiều lắm. Đây một cục hai cục thôi. Cái này phải xếp hàng. Stack này nó nước không có. Stack phải chờ họ nướng khá là lâu. Thôi mình bưng một dĩa ăn trước. Từ từ lấy. Ok. Này. Đó, trên bàn mình là những cái món nãy mình lấy được. Để có stack các bạn phải xếp hàng phải không hạng? Xếp hàng. Mấy cái stack này phải xếp hàng. Đang miếng rồi. Này ăn đi, nó lắm hàng ơi, ăn để ít thôi. Bò nó ngon lắm, ngon lắm. Đây có cái này để chúng ta ăn ốc. Đã chưa? Nè cái đầu tôm nè, đang ăn cái đầu tôm luôn, lột ra hết gì nè. Ăn đầu tôm đi bạn. Đó lột cái đầu ra vậy. Thường đầu tôm mà ăn bỏ không à. Chị hả? Cho mày khác hả? Cái gì vậy? Nó chưa khó ăn lắm. Say hả? Chấm gì là ăn luôn phải không? Béo lắm. Cái đậu cho nó béo lắm. Đúng không? Béo lắm. Béo. Phía bên này là quầy cơm cuộn sushi. Thì đồ sống mà làm hấp dẫn nha. Có một cái khay để cái kẹp vào, nó không bị lộn xộn. Cái này là phở. Cái mình có thể bỏ thêm vào. Một quầy phở Việt Nam mì udon. Chồng bên kia là cái gì ạ? Hết luôn hả? Chanh cơ. Súp cua, cháo bí đỏ, súp đậu nành. Con chén hả? À?
rồi. Rau ăn kèm đấy, tôi cạc rồi. Ê, có cái chén. Trời, tắt khô gì đó. Quầy bánh tháp sô cô la sẽ là ghê thiệt. Chị ở đây có một cốc chụp hình, đó có một cái áo cầu thủ Việt Nam số 27 và chúng ta đây có hình của thầy Park Hang-seo đó, và tuyển Việt Nam nữa đến đây ăn hay gì không làm thầy Park đến đây ăn thôi. Cô đâu không chạm tay về hiện vật. Đó, đứng đây vảnh nó chụp nè. Quầy kim chi đây có rất nhiều loại kim chi luôn.